Kiên quyết không để xảy ra vi phạm hoặc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm để gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa 13. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng một tháng, tương đương tăng 20,8% so với hiện hành cho 9 nhóm đối tượng. Chiều ngày 14 tháng 5, bão Mocha đã đổ bộ vào bờ biển Bangladesh và Myanmar, khiến ít nhất 3 người đã thiệt mạng do bão. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin trưa ngày 15 tháng 5 của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Kính thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng một tháng, tương đương tăng 20,8% so với hiện hành cho 9 nhóm đối tượng. Cụ thể, mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương phụ cấp và người lao động, gọi chung là người hưởng lương phụ cấp, làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, ở xã, phường, thị trấn, ở đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang. Mức lương cơ sở làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và các thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật, tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở. Thưa quý vị, phát biểu khai mạc tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, hội nghị sẽ tôn trọng quyền báo cáo, giải trình của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13, đánh giá đúng phẩm chất, năng lực, kết quả thực hiện chức năng được giao và uy tín của người được lấy phiếu tín nhiệm, đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm, kiên quyết không để xảy ra vi phạm hoặc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm để gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ. Khai mạc, một nội dung rất quan trọng của Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa 13 đó là lấy phiếu tín nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư. Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là một trong những nội dung đổi mới rất quan trọng cho công tác cán bộ của Đảng được tiến hành từ khóa 11 đến nay. Mục đích là để thực hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn các chủ trương, đường lối, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng có đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, giúp các đồng chí lấy phiếu tín nhiệm, tự soi, tự sửa, tiếp tục phấn đấu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tổng Bí thư cho biết, năm 2023, Bộ Chính trị đã ban hành quy định 96 và kế hoạch số 16 về việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13. Các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo và gửi trình Trung ương báo cáo kiểm điểm cá nhân. Trong đó có phần tự nhận xét đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, chỉ ra những hạn chế và những giải pháp khắc phục, báo cáo giải trình các vấn đề mà cấp có thẩm quyền hoặc người ghi phiếu yêu cầu. Tổng Bí thư đề nghị Ban Chấp hành Trung ương nghiên cứu kỹ các bản kiểm điểm cá nhân của từng ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và từ thực tế quan hệ công tác thể hiện rõ chứng kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với từng ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nêu cao trách nhiệm, tinh thần xây dựng của các ủy viên Trung ương Đảng trong việc xem xét thể hiện sự tín nhiệm của mình, đặc biệt là đảm bảo sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình.
tôn trọng quyền báo cáo giải trình của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa 13, đánh giá đúng phẩm chất, năng lực, kết quả cụ thể thực hiện chức trách được giao và uy tín của người được lấy phiếu tín nhiệm, bảo đảm tính dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm, kiên quyết không để xảy ra vi phạm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ. Hội nghị Trung ương lần này sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 từ nay đến hết nhiệm kỳ. Theo chương trình dự kiến, hội nghị sẽ làm việc đến ngày 17 tháng 5. Nhằm phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô và thực hiện quản lý sức khỏe cho người dân trên địa bàn thành phố, sáng nay Sở Y tế thành phố Hà Nội phối hợp với huyện Mê Linh tổ chức phát động chương trình khám quản lý sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện Mê Linh năm 2023. Sáng nay, hơn 400 các y bác sĩ giỏi có nhiều kinh nghiệm đến từ 15 bệnh viện lớn của Trung ương, thành phố đã có mặt tại huyện Mê Linh thực hiện tổ chức khám sức khỏe cho người dân. Theo kế hoạch, huyện Mê Linh tổ chức khám lập hồ sơ sức khỏe cho trên 180.000 người dân, chiếm khoảng 75% dân số của huyện, gồm 5 đối tượng được khám và tư vấn quản lý sức khỏe đợt này. 5 đối tượng gồm học sinh các cấp, người cao tuổi, hưu trí, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước và người dân lao động tự do. Người dân được khám các bệnh liên quan đến huyết áp, nhịp thở, thị lực, khám nội, khám ngoại tổng hợp như da liễu, vận động và khám chuyên khoa tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt. Ngoài ra, trong quá trình khám bệnh, bác sĩ có thể phát hiện những nguy cơ khác hoặc có chỉ định thêm với các trường hợp cần thiết. Đặc biệt, từ kết quả khám sàng lọc, nếu phát hiện trường hợp mắc bệnh nan y, huyện sẽ chỉ đạo cơ sở y tế quan tâm kiểm tra, tư vấn cho người bệnh. Trường hợp cần chuyển tuyến thì giúp đỡ bệnh nhân liên hệ với các bệnh viện chuyên khoa tuyến trên để điều trị kịp thời. Ngay sau khi khám xong, người dân được hướng dẫn cài app ứng dụng trên điện thoại thông minh để có thể tra cứu ngay kết quả và theo dõi thông tin sức khỏe của bản thân. Hồ sơ sức khỏe này sẽ được sử dụng cho những lần khám bệnh sau và theo người dân chọn đời. Trong chiến dịch khám sức khỏe lần này, toàn huyện Mê Linh dự kiến sẽ tập trung khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho hơn 180.000 người. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 4 đến nay, toàn huyện đã tổ chức khám, thiết lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cho trên 41.000 người dân, tạo đà thuận lợi để triển khai ở các địa bàn tiếp theo. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào hoạt động 2 nhà vệ sinh di động hoàn toàn miễn phí trên khu đất vàng của thành phố để phục vụ người dân và du khách. Việc triển khai mô hình nhà vệ sinh công cộng theo hình thức xã hội hóa trong giai đoạn này được đánh giá là cần thiết, không chỉ giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà vệ sinh công cộng ở khu vực trung tâm thành phố trong thời gian qua, mà còn góp phần giảm tải áp lực cho môi trường. Đẹp, hiện đại và thân thiện với môi trường. Đây là một trong số 2 nhà vệ sinh di động vừa được thành phố Hồ Chí Minh đưa vào sử dụng tại khu vực trung tâm thành phố. Với hệ thống cảm biến ở cửa khi người ra vào, đặc biệt là sử dụng men vi sinh tự động xử lý chất thải, sự có mặt của những nhà vệ sinh công cộng như thế này đã khiến người dân và du khách thích thú. Lúc trước khi đi dạo quanh nơi đây, ít thấy nhà vệ sinh, nhưng bây giờ cũng đã có nhiều nơi để xin đi nhờ rồi. Tôi hài lòng với nhà vệ sinh này vì sạch sẽ và an ninh. Quá trình mà mình đi làm đó, mình muốn đi vệ sinh mà không có cái chỗ vệ sinh thì bất tiện. Tại vì mình tiểu tiện ở ngoài đường nó kỳ lắm. Và nó ảnh hưởng tới môi trường, nó ảnh hưởng tới xung quanh mình. Được lắp đặt bằng các kiosk rộng 2m, dài 4m, một bên là khu vệ sinh, bên còn lại bố trí quầy bán nước. Tổng kinh phí cho 2 công trình này là gần 1 tỷ đồng. Đáng nói, nguồn vốn thực hiện hoàn toàn xã hội hóa. Đây là 2 trong 5 khu đất vàng đang để trống ở quận nhất, được chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cho dùng một phần diện tích xây tạm nhà vệ sinh, trong bối cảnh khu trung tâm đang rất thiếu nhà vệ sinh. Cùng với việc vận động các chủ hộ, cơ sở kinh doanh cho người dân sử dụng nhà vệ sinh miễn phí, cải tạo các nhà vệ sinh cũ, đây được xem là giải pháp tạm thời nhưng sẽ giải quyết được trước mắt nhu cầu cấp thiết của người dân và du khách khi đến với thành phố Hồ Chí Minh. Để mà có được kinh phí thì chúng tôi xã hội hóa bằng cách là khai thác cái kiosk đa năng kèm theo. Tức là nhà vệ sinh hoàn toàn là miễn phí. Việc chăm sóc nhà vệ sinh công cộng nó bắt buộc nó phải làm một cách là công nghiệp và bắt buộc làm phải hiện đại. Nó tự động dội xả, tự động rửa tay, tự động lấy xà phòng và dùng hệ thống cảm biến.
do đó nó sẽ hạn chế được cái phần nào mà làm bẩn nhà vệ sinh. Những cái nhà vệ sinh này là được tạm lắp đặt và sử dụng tạm trên những cái miếng đất này hiện nay là do thành phố quản lý, thì nó vướng một số lý, nhưng mà thành phố đã chấp thuận chủ trương của đề xuất của quận, thì theo phương án của nhà đầu tư thì họ lắp đặt không có làm móng, không có các cái kết cấu cố định trên khu đất. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 255 nhà vệ sinh công cộng, trong đó quận nhất có 18 khu tại 13 địa điểm, gồm 4 chợ, 7 công viên và 1 trạm xe buýt, 100 khu dân cư. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang triển khai mô hình nhà vệ sinh di động tại 3 vị trí đất vàng khác ở quận nhất, gồm khu đất dự án Thương Xá Tắc tại số 135 Nguyễn Huệ, khu đất số 8 Nguyễn Trung Trực và khu mở rộng khách sạn Majestic số 2, 4, 6 Nguyễn Huệ. Nhà đầu tư sau khi đã lắp đặt nhà vệ sinh tại các địa điểm đã được phê duyệt sẽ được dùng một phần mặt bằng để kinh doanh, bù đắp chi phí xây dựng, vận hành các nhà vệ sinh. Trong những năm qua, số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trên 97,2% số lượng doanh nghiệp trên địa bàn đã không ngừng phát triển, đổi mới, đóng góp hơn 45% GDP cho Hà Nội, tạo công ăn việc làm cho hơn 50% lao động. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, Hà Nội SME đã thực sự là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, kết nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, Hà Nội SME khóa 6, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề Đoàn kết, đổi mới, phát triển bền vững, bứt phá thành công. Hà Nội SME đã phối hợp với các bộ, ban ngành để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong lĩnh vực tín dụng, thuế, hải quan, xuất nhập khẩu, tích cực trong công tác xúc tiến thương mại nội khối, tiêu thụ hàng hóa trong và ngoài nước, tham gia cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ đã tạo ra một cái động lực vô cùng to lớn đối với các cái doanh nghiệp của thủ đô Hà Nội, bởi vì thực sự là trong cái giai đoạn mà thời kỳ Covid vô cùng khó khăn, nhưng mà với sự chung tay của các cấp chính quyền cũng như là sự vào cuộc của hiệp hội, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của thủ đô đã liên kết với nhau, không chỉ liên kết trong nội vùng của thủ đô Hà Nội mà liên kết với tất cả các khu vực, đặc biệt là các tỉnh thành miền Bắc, miền Trung và miền Nam, khi kết nối các doanh nghiệp vào với nhau, đặc biệt các doanh nghiệp vừa nhỏ. Đến nay, Hà Nội SME với hơn 10.000 hội viên chiếm 97% trên tổng số doanh nghiệp trên địa bàn, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội của thủ đô. Bước vào nhiệm kỳ mới 2023-2028, Hà Nội SME đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp, phát triển. Với nhiệm kỳ tới 5 năm thì chúng tôi vẫn tập trung đẩy mạnh công tác rà soát, kiểm tra, đôn đốc, đặc biệt là các công tác thủ tục hành chính, các cái hàng rào cản trở cái sự phát triển của các doanh nghiệp, để làm sao chúng tôi sẽ tổ chức rất nhiều các cái diễn đàn kinh tế thủ đô, đối thoại trực tiếp với chính phủ, các bộ ngành, lãnh đạo thành phố và sở ngành nhằm tháo gỡ các cái khó khăn, các cái vướng mắc, để có nhiều các cái giải pháp về tài chính, về tiền tệ, giải pháp về thị trường để giúp cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cũng như cộng đồng doanh nghiệp thủ đô sẽ được đẩy mạnh các hoạt động về phân phối các cái sản phẩm hàng hóa dịch vụ, rồi lập thành các cái chuỗi giá trị và đặc biệt là nâng cao cái năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Cùng với đó, Hà Nội SME sẽ tập trung vào hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại, đầu tư, hợp tác quốc tế, đồng thời định hướng và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thích ứng tiếp cận với những xu thế mới của thời đại về chuyển đổi số, tăng trưởng xanh. Kính thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Zelensky vừa có chuyến thăm bất ngờ tới Paris gặp người đồng cấp Pháp Macron sau khi thăm Italia và Đức. Tại cả ba quốc gia, ông Zelensky dừng chân trong chuyến công du các thành viên quan trọng của EU. Ông đều nhận được cam kết tiếp tục hỗ trợ và ủng hộ. Theo hãng thông tấn AP, Pháp đã cử máy bay tới Đức, nơi ông Zelensky đã đến trước đó cùng ngày trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu để đón nhà lãnh đạo Ukraine. Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne và Ngoại trưởng Catherine Colonna đã ra đón Tổng thống Ukraine tại sân bay Charles de Gaulle trước khi ông hội đàm với Tổng thống Macron. Trước khi tới Pháp, Tổng thống Zelensky đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Italia Giorgia Meloni và Thủ tướng Đức Olaf Scholz lần lượt trong các ngày 13 và 14 tháng 5 nhằm tìm kiếm sự ủng hộ về mặt tài chính và quân sự từ hai quốc gia này. Tại Đức, Tổng thống Zelensky đã được chào đón nồng nhiệt và nhận được lời cam kết rằng
nền kinh tế đầu tàu châu Âu sẽ tiếp tục hỗ trợ đến chừng nào Kiev còn thấy cần thiết. Châu Âu cũng ủng hộ Ukraine gia nhập EU. Ukraine là một phần của gia đình châu Âu chúng ta. Zelensky thân mến, Ukraine có đầy đủ sự ủng hộ của chúng tôi trên con đường đến với EU. Ukraine đại diện cho tất cả những ý tưởng châu Âu đại diện, can đảm đứng lên bảo vệ niềm tin của mình, đấu tranh cho các giá trị và tự do, đấu tranh cho hòa bình và thống nhất. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng Ukraine sẽ thành công trong việc giành được hòa bình và giấc mơ về một vị trí trong đại gia đình châu Âu của họ sẽ trở thành sự thật. Chuyến công du của ông Zelensky đến châu Âu, đặc biệt là Đức, diễn ra trong bối cảnh Kiev cần thêm sự hỗ trợ của các đồng minh để chuẩn bị cho các cuộc phản công. Và do đó, họ cần phải thúc giục và tác động nhiều hơn khi bản thân các đồng minh cũng đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt trong nước. Một cuộc khảo sát của Ipsos vào tháng 1 cho thấy tỷ lệ người Đức tin rằng nước này không đủ khả năng hỗ trợ tài chính cho Ukraine do cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay đã tăng 9 điểm phần trăm lên 56%. Cuộc khảo sát cũng cho thấy sự ủng hộ của người Đức đối với việc tiếp nhận những người tị nạn mới từ Ukraine và cung cấp hỗ trợ quân sự đã giảm xuống. Chuyến thăm của ông Zelensky có thể coi là đã đạt được những kết quả nhất định khi ngoài các cam kết mạnh mẽ, các gói hỗ trợ thực tế đối với Kiev cũng được công bố. Pháp hôm nay thông báo sẽ chuyển hàng chục xe tăng hạng nhẹ và xe bọc thép cho quân đội Ukraine, đồng thời huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng chúng. Paris cũng sẽ tập trung hỗ trợ năng lực phòng không của Ukraine nhằm chống đỡ các cuộc tập kích từ Nga. Trong khi đó, ngay trước thềm chuyến thăm, Đức đã công bố gói viện trợ quân sự lớn nhất từ trước đến nay cho Ukraine, trị giá hơn 2,9 tỷ đô la Mỹ. Trong năm 2023 và sau đó, Đức dự kiến viện trợ tổng cộng hơn 11 tỷ euro cho Ukraine. Kể từ khi chiến sự bùng phát, Berlin đã hỗ trợ Kiev tổng số tiền lên tới 17 tỷ euro. Trong một cuộc phỏng vấn với Washington Post đăng ngày 14 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẽ không tổ chức bất kỳ cuộc bầu cử nào trong khi thiết quân luật vẫn còn hiệu lực ở nước này. Theo ông, hiến pháp Ukraine nghiêm cấm tổ chức cuộc bầu cử trong thời gian thiết quân luật. Và bầu cử chỉ có thể được tổ chức khoảng 90 ngày sau khi thiết quân luật kết thúc. Tuyên bố của ông Zelensky cho thấy cuộc bầu cử tại Ukraine có thể sẽ không diễn ra đúng thời hạn. Ukraine dự kiến tổ chức cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 10 năm nay và bầu cử tổng thống vào đầu năm sau. Sau khi xung đột bùng phát vào tháng 2 năm 2022, Ukraine ban hành thiết quân luật trên cả nước. Cùng với đó là luật hình sự hóa bất đồng chính kiến, áp đặt kiểm duyệt nghiêm ngặt đối với phương tiện truyền thông và Internet. Chiều ngày 14 tháng 5, bão Mocha đã đổ bộ vào bờ biển Bangladesh và Myanmar với sức gió lên tới 259 km/h. Đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào khu vực này trong gần 17 năm qua. Tại Myanmar, bão đã đi kèm mưa và gió mạnh đã làm hư hại các tòa nhà tại thành phố Sitiu và khiến hệ thống tê liệt. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng do bão. Mạng lưới giao thông thông tin liên lạc ở Rakhine cũng đã bị gián đoạn sau khi cơn bão đổ bộ. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, trên khắp bang Rakhine và phía tây bắc Myanmar, khoảng 6 triệu người đang cần hỗ trợ nhân đạo và 1,2 triệu người phải sơ tán. Còn lại, Bangladesh, bão đổ bộ vào bờ biển vùng Cox's Bazar. Các khu vực trũng thấp, đảo ngoài khơi và bãi cạn ở khu vực này có khả năng bị ngập bởi sóng biển cao từ 2,4 cho đến 3,7 mét. Trước khi bão đổ bộ, Myanmar và Bangladesh đã sơ tán khoảng 400.000 người để giảm thiệt hại do bão gây ra. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin trưa ngày 15 tháng 5. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.